Câu chuyện về gia tộc chỉ sản xuất một thứ nhưng chiếm lĩnh 50% thị trường toàn cầu. Ngày nay, các doanh nghiệp luôn ra sức sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để tăng cường sức cạnh tranh với đối thủ. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp sản xuất độc nhất vô nhị một sản phẩm mà lại chiếm lĩnh phần lớn thị trường toàn cầu. Thậm chí, những công ty dạng này còn trở thành đối tác duy nhất cung cấp sản phẩm cho các nhãn hàng lớn. Và câu chuyện thần kỳ này chính là đế chế YKK, ông trùm sản xuất dây kéo đến từ Nhật Bản. Vậy từ đâu mà công ty có tuổi đời gần 90 năm này làm được điều đó? Và những cá nhân kiệt xuất nào đứng sau YKK? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thế giới người nổi tiếng ngay sau đây. Đế chế dây kéo YKK hùng mạnh như thế nào? Trụ sở chính của tập đoàn YKK là một tòa nhà nhỏ gồm có 9 tầng, nằm trong một khu phố bình dân ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Thoạt nhìn sẽ rất khó tin nơi này là trụ sở của một công ty sản xuất 50% sản lượng dây kéo cho thế giới hàng năm. Thế nhưng, bí mật của công ty là nằm ở khu phức hợp YKK tại thành phố Toshima, miền trung nước Nhật. Đây là nơi mà các xe tải chở vật liệu nhựa và kim loại ra vào mỗi ngày để YKK sản xuất 7,2 tỷ chiếc dây kéo mỗi năm. Chữ Y trong YKK là viết tắt tên của người sáng lập, ông Tadao Yoshida. Ông sinh năm 1908 và mất năm 1993, truyền lại quyền điều hành YKK cho người con trai là Tadahiro Yoshida. Cũng giống như nhiều tập đoàn lớn ở Nhật Bản, YKK đi theo hướng gia đình trị. Hiện ông Yoshida và các thành viên trong gia tộc nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty. Hàng năm, khoản doanh thu của YKK đem lại cho gia tộc này rất nhiều lợi nhuận. Dù kín tiếng, nhưng theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của gia tộc Yoshida là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong thời kỳ thế giới đang gặp nhiều biến động, doanh số của YKK vẫn bùng nổ ở nhiều thị trường như Đông Âu và Trung Quốc. Trước đó, YKK vẫn nắm trùm ở thị trường Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu khi mà các hãng thời trang lớn đều mua dây kéo chất lượng của YKK. Người học việc trẻ tuổi. Trở lại với nhà sáng lập đầu tiên, ông Tadao Yoshida là một người bước ra từ đống tro tàn của đệ nhị thế chiến. Trong thời kỳ bom đạn, ông đã chuyển mọi hoạt động sản xuất của công ty nhỏ ban đầu ra khỏi Tokyo để đảm bảo an toàn. Nhờ đó mà đế chế này vẫn có thể duy trì và vươn tới giá trị 4,3 tỷ đô la Mỹ như ngày nay. Giống như nhiều nhà khởi nghiệp ở Nhật Bản và thế kỷ 20, Tadao Yoshida là người học việc trẻ tuổi tại một công ty thương mại chuyên nhập khẩu gốm sứ từ Trung Quốc. Khi công ty phá sản vào năm 1934, ông chủ đã để lại cho Tadao một mảng kinh doanh gốm sứ và một mảng sản xuất dây kéo thủ công. Quy mô rất nhỏ và đang thoi thóp trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng chàng trai trẻ Tadao là một người rất thích tìm tòi và muốn tìm hiểu mọi thứ đến từng chi tiết. Cá tính này là lợi thế đối với việc sản xuất những thứ món hàng nhỏ như dây kéo. Do đó, với những gì còn sót lại, Tadao đã cố gắng hiện đại hóa các phương pháp sản xuất. Nhưng không may là các nhà máy sản xuất công cụ lại không hào hứng tạo ra một chiếc máy kéo theo yêu cầu của ông. Thế là Tadao tự chế tạo một chiếc máy kéo cho riêng mình. Trong quá trình làm việc, các đối tác trên những cuộn chỉ lớn liên tục làm gián đoạn máy kéo tự động, mà những người thợ chỉ cũng không muốn bán thêm cho ông những sợi chỉ suông hơn. Nên là chẳng bao lâu sau, Tadao cũng phải tự tạo ra sợi chỉ của riêng mình. Đến cuối những năm 1950, nguyên liệu duy nhất mà YKK cần nhập từ bên ngoài chỉ còn chip nhựa và hỗn hợp kim loại đặc trưng để làm dây kéo. Đến những năm 1960, YKK chiếm được 95% hoạt động kinh doanh dây kéo của Nhật Bản, nhưng việc xuất khẩu sản phẩm lại vướng quá nhiều thuế quan và các rào cản thương mại khác. Ông Tadao Yoshida quyết định mở hoạt động ở nước ngoài. Đây là một bước tiến rất lớn đối với một công ty nhỏ ở Nhật Bản thời đó, vì rất ít doanh nghiệp chịu mạo hiểm đi ra bên ngoài biên giới Nhật Bản. Hiện nay, YKK có 132 công ty con ở 60 quốc gia. Ông Tadao Yoshida đã căn dặn các nhân sự được cử ra nước ngoài làm việc là hãy hòa nhập với người dân địa phương ngày càng nhiều càng tốt. Một nhân viên người Nhật được cử đến Hà Lan đã dành nhiều tháng để học tiếng Hà Lan và người này đã tự tin phát biểu trước các công nhân Hà Lan để rút ngắn khoảng cách. Với chiến lược kéo dài thời gian bổ nhiệm làm việc tại nước ngoài cho các cấp quản lý từ 10 đến 15 năm, nhiều công ty con của YKK gần như đã được bản địa hóa thành công nhưng vẫn giữ được mối liên kết chặt chẽ với công ty mẹ ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nhân viên là người địa phương hiếm khi được thăng chức vào cấp điều hành vì họ không có khả năng giao tiếp hoặc khó kết nối hoàn toàn với Nhật Bản.
Do đó, để tránh bị mang tiếng là áp đặt chủ nghĩa dân tộc, hầu hết các thiết bị và nguyên liệu sản xuất dây kéo của YKK đều được mua từ chính các nước sở tại. Kỳ công chuẩn bị cho thế hệ nối tiếp. Theo hướng cha truyền con nối và muốn gia tộc Yoshida cùng lớn mạnh, năm 1969, ông Tadao Yoshida gửi con trai mình là Tadahiro theo học MBA ở Mỹ. Ông Tadahiro tốt nghiệp vào năm 1972 tại trường quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern. Nhưng chủ tịch đương nhiệm của YKK từng bộc bạch rằng, bạn không thể nào điều hành một công ty châu Á mà chỉ có vốn kiến thức từ khóa học MBA ở Mỹ. Nhiều công ty Nhật Bản, bao gồm cả YKK, vẫn chưa có tầm nhìn về cái gọi là sứ mệnh của một doanh nghiệp dựa trên những nguyên tắc cố định. Và ông Tadahiro đã thay đổi điều đó bằng cách điều hành công ty giống như một giáo phái của riêng mình. Việc này dựa trên triết lý của người bố Tadao Yoshida, gọi là chu kỳ đạo đức, nghĩa là một doanh nghiệp phải mang lại lợi ích cho người khác, rồi lợi ích sẽ quay về với YKK. Trên thực tế, chu kỳ đạo đức của gia đình Yoshida là không ngừng nâng cao chất lượng và giữ giá sản phẩm ổn định. Gia đình Yoshida cũng có nguyên tắc là không bao giờ chia sẻ quyền sở hữu cho nhân viên hay các đối tác kinh doanh quan trọng, mà họ chia sẻ cổ phần với các nhà đầu tư chứng khoán ở xa, không có cùng mối quan hệ với YKK. Sau khi kết quản chi nhánh YKK tại Mỹ, đơn đặt hàng đầu tiên mà người con trai Tadahiro nhận được là những mẫu khóa kéo hiếm và thường không có ai sản xuất. Vài thập kỷ trước, thị trường khóa kéo ở Mỹ do hai ông lớn thống trị là Talon và Opitlon, nhưng Tadahiro đã rất kiên trì. Ông tập trung vào hiệu quả sản xuất và giao hàng đúng thời điểm. Nghĩa là ông Tadahiro xoay vòng các đơn đặt hàng như sau. Dây kéo hoàn thành cho mùa xuân luôn được giao kịp thời để các đối tác kịp sản xuất cho quần áo mùa xuân. Tương tự như vậy với các mùa còn lại trong năm. Dần dần, các đơn đặt hàng lớn bắt đầu đến với YKK tại Mỹ. Ông Jonathan Markiles, giám đốc điều hành của TAF Pacific, công ty hiện sở hữu Talon, đã chia sẻ rằng YKK khá khôn ngoan khi đợi các bàn sáng chế của đối thủ hết hàng thì bắt tay thực hiện cải tiến riêng. Và công ty Talon đã không thể theo kịp ngành công nghiệp thời trang của Mỹ và dần mất thị phần vào tay YKK. YKK dần vươn ra các thị trường lớn như New Zealand, Hoa Kỳ, Malaysia, Thái Lan, Costa Rica và các nước mạnh về dệt may khác. Khi YKK ngày càng phát triển, các đối thủ cạnh tranh ở châu Âu và Mỹ đã kiện công ty về việc chống bán phá giá, bán sáng chế và vận động hành lang nhằm hạn chế thị thực đối với các kỹ thuật viên của Nhật Bản. Đến những năm 1980, YKK đã trở thành gã khổng lồ trên thị trường. Hiện Talon và Opitlon mỗi bên chỉ chiếm khoảng 8% thị phần thế giới, còn YKK là 50%. Một công ty đối thủ cạnh tranh với YKK ở Nhật Bản đã từng tiết lộ rằng YKK có rất nhiều nhà máy và sản lượng dây kéo trên toàn cầu, đến nỗi rất khó có công ty nào có thể so sánh với họ. Các máy móc tự chế của YKK được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng có thể tự động biến nguyên liệu thô thành những chiếc dây kéo nhiều màu sắc và đa dạng kích cỡ. Mỗi bộ phận đều được kiểm tra và quản lý tự động mà không cần sự can thiệp của con người. Các đối thủ cạnh tranh sau này cũng sở hữu những chiếc máy giống với YKK, nhưng họ không thể tạo ra một phần mềm điều hành hoàn hảo như YKK. Thiết bị sản xuất tự chế của YKK luôn được giấu kín, ngay cả với các phóng viên đến thăm nhà máy. Hiện nay, ông Tadahiro đã lớn tuổi và vẫn điều hành công ty. Ông có cách điều hành thoáng hơn cha của mình và thay đổi nhiều chính sách cho nhân viên sau khi ông Tadao qua đời. Ông Tadahiro hy vọng YKK sẽ không còn là một công ty gia đình trị. Bốn cô con gái của ông cũng không tham gia điều hành công ty. Ông Tadahiro cho biết vì gia tộc Yoshida coi tất cả nhân viên đều là thành viên trong gia đình, nên có thể quyền sở hữu sẽ được chuyển sang cho những ai đủ tài năng và tận tâm cống hiến cho công ty. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.